Phục vụ luôn. Ừ. Đấy, tự bán thì không thể không đấy nhá. Ủa, ủa. Đâu lại đưa cây vậy? Chức năng quá thì vui, chúng ta bỏ đi cái này đây. Rồi, con có né được không? Con có xuống được không? Cái này là villa của FLC các bạn nha. FLC Sơn Sơn. Xe 2 bây giờ là né vật sản luôn. Còn tôi thử hiện thành công hay là nó vào, nó lao mẽ vào cái lá dừa. Wow. Nó có gì phục vụ luôn. Ừ. Đấy, tự bán thì không thể không đấy nhá. Ủa, đâu lại đưa cây vậy? Chức năng quá thì vui, chúng ta bỏ đi cái này đây. Rồi, con có né được không? Con có xuống được không? Nó không hút nhưng mà mình thì lái nó hút vài lần rồi. Đi trong bụi cây nè. Mày chạy nhanh quá. À, mình cũng không thể tin tưởng của cho nó lắp được như là dây điện hoặc ví dụ dây điện hoặc những cành lá nhỏ quá thì nó không thể cảm biến tốt được. Bây giờ mình sẽ cho nó theo dõi thêm ở trong cái đường hầm này. Đây là một cái đường hoa nó rất là rộng. Cái này là bay tầm thấp này, các bạn nên chú ý là sóng và GPS kết nối đầy đủ để cho nó bay. Rồi không khi là sóng chập chờn nó sẽ tự động go home đến cái độ cao mà mình cài đặt này. Thì nó sẽ xảy ra tai nạn. Nên các bạn cần chú ý là cái điểm này. Mình tin chắc là cũng nhiều người vừa mắc phải rồi nên là cứ bình tĩnh mà bay các bạn ạ. Với giá tiền và hiệu năng của con Mavic Air 2 này thì nó rất là xứng đáng các bạn ạ. Nên là mình cũng rất thích con này. Con này ưu điểm là gọn nhẹ này, kháng sốt tốt, nhiều chức năng thông minh. Nhưng mà mình không thích cái là không thể phát trực tiếp.
Đấy, còn tất cả đều ok các bạn ạ. Thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.